Hello mọi người. Mấy hôm nay không rảnh để có video đăng cho mọi người coi, buồn quá. Không lên tám chuyện với mọi người được, buồn chết đi được. Cho nên đành phải hôm nay mình quay cái khách sạn này để các bạn bạn nào có đến Huế thì liên lạc với Tina nha. Có gì thì Tina lấy giá mềm cho. Đây là ba ông Đây là bà ông Lục Thọ. Đây là ở dưới sảnh đó các bạn. Mọi người anh em nào có đến Huế thì liên lạc với Tina nha. Khách sạn ở đây rất là mát mẻ, sạch sẽ. Đây là khu đô thị đó các bạn. Khu đô thị mới mới thành lập thôi. Cái gỗ này là gỗ takê, nó rất là to. Mát lắm các bạn. Mát lắm mọi người ơi. Cái này là cái bàn uống nước để khách ngồi, khách chờ ở dưới này. Khách sạn của em thì phòng nào cũng có cửa sổ hết á. Tại vì khu này là khu đô thị mới mới mở. Rất là thoáng. Phòng nào cũng có cửa sổ nhìn xuống. Đây là cánh cửa nha mọi người. Cánh cửa này là gỗ, này là từ bên nước ngoài gửi về đó mọi người. Khách sạn thì được 5 tầng. Thứ nhất là thoáng. Mở. Mát và sạch sẽ. Đây cũng là cây gỗ rất là to. Để làm cái phản để nằm nghỉ ngơi. Đây là ông địa. Còn đây là phòng đôi nhưng mà phòng ở dưới tầng trệt của gia đình nghỉ ngơi.
Đây là quang cảnh ở hai bên ngoài khách sạn. Mát bạn. Thoáng lắm. Tina lúc nào đi học về cũng chơi đồ chơi rồi chơi trò chơi này kia ở đây. Xe hơi vào thì rất là thoải mái. Đây là bên ngoài. Đây là bên ngoài trồng cây mát lắm mấy bạn. Bên ngoài khách sạn thì có trồng mấy cây hoa, hoa giấy. Mình thích rất là thích hoa giấy. Còn đây là cây ớt. Cây ớt bên ngoài khách sạn nó mọc hoang đó mấy bạn, nhưng mà trái nhiều lắm. Mình thì người Huế mà ăn ớt nhiều lắm. Tất cả anh em bạn bè trên YouTuber ai có đến Huế thì ủng hộ cho Tina nha. Nói chung là mùa hè thì khách rất là đông, phòng lúc nào cũng full phòng hết á. Nhưng anh em trên YouTuber nếu mà có ai đến Huế thì cứ liên lạc với Tina, Tina sẽ đãi các anh em trên YouTuber. À, một hai đêm là bình thường. Đây là quang cảnh ở ngoài, ở bên ngoài khách sạn đó mấy bạn. Thoáng lắm. Mát mẻ lắm, nhất là mùa hè rất là thích. Có nhiều cây cối, có nhiều cây xanh. Khu này khu đô thị mới. Cách đây một năm thì đất rất là rẻ, nhưng bây giờ đất quá cao rồi, cao ngất ngưỡng luôn. Bây giờ lô nào là có chủ lô nấy rồi, không còn thừa miếng nào hết. Bây giờ muốn đầu tư vô cũng khó, quá cao. Thôi đến đây mình xin tạm biệt mọi người. Anh em nào có đến Huế thì liên lạc với Tina nha. Anh em nào trên YouTuber thì đến Huế thì liên lạc với Tina. Có gì Tina sẽ đãi cho mọi người. Mọi người